Nếu trên thế giới có một căn phòng có thể thiện bất cứ nguyện vọng nào của bạn, nhưng báo trước là căn phòng này có ma, bạn có muốn ở trong đó không? Nam chính và vợ ở ngoại ô New York mua một căn biệt thự cổ. Rất nhanh sau đó bọn họ bắt đầu thu dọn căn nhà mới của mình. Một ngày, nam chính vô tình phát hiện trong phòng có một cái lỗ rất kỳ lạ. Cậu ấy xé từng lớp giấy dán tường ra, phát hiện đằng sau giấy dán tường lại ẩn chứa một mật thất. Nam chính thông qua lỗ cắm chìa khóa không nhìn thấy gì cả. Nam chính đột nhiên nhớ ra, trước đây khi thu dọn phòng, cậu ấy phát hiện một kim loại rất kỳ lạ, có lẽ đây chính là chìa khóa của mật thất kia. Nam chính cẩn thận cắm nó vào chìa khóa, chuyển động mở cửa. Trong mật thất truyền ra tiếng bánh răng cơ quan. Nam chính có chút sợ hãi, vì vậy gọi vợ tới. Hai người hợp sức đẩy cánh cửa lớn của mật thất, nhưng bên trong tối om như mực, chẳng có gì cả. Người vợ mạnh dạn bước vào mật thất, đột nhiên đèn ngoài cửa bắt đầu nhấp nháy, dọa hai người sợ hãi rời đi nhanh chóng. Nam chính tưởng rằng do đường dây điện, vậy nên gọi thợ sửa chữa của công ty điện lực đến. Hai người cùng nhau đi vào căn phòng dưới hầm, lại bị khung cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên. Ở dưới hầm có hàng nghìn sợi dây điện vắt lên nhau, người thợ chưa từng gặp tình huống này bao giờ, đến nhìn cũng không hiểu nổi, đừng nói là sửa chữa. Trước khi thợ sửa chữa rời đi, nói với nam chính một bí mật, ông ta nói căn nhà này có ma. Chủ nhà trước là một cặp vợ chồng già, hai người chết trong phòng. Cảnh sát tuy bắt được hung thủ, nhưng lại không điều tra ra lai lịch của hắn, chỉ có thể nhốt hắn vào bệnh viện thần kinh. Buổi tối nam chính càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu ấy đến mật thất mượn rượu giải sầu, rượu uống rất nhanh hết, nhưng nam chính vẫn chưa uống đủ. Cậu ta liền tùy tiện nói một câu, thêm bình nữa thì tốt quá, không ngờ rằng rượu lại xuất hiện. Nam chính bị dọa sợ, mọi thứ quá kỳ dị. Ngày thứ hai, người vợ tỉnh dậy, phát hiện không thấy nam chính, đèn trong nhà cũng nhấp nháy không ngừng. Sau đó cô phát hiện nam chính trong mật thất, bên trong có một đống thứ xuất hiện. Nam chính hứng thú nói với vợ phát hiện của mình, nhưng vợ lại tưởng rằng cậu ấy uống nhiều rồi. Nam chính khuyên vợ hãy thử xem, vì vậy người vợ nói đùa một câu, em muốn $1,000. Đột nhiên đèn trong căn phòng tắt ngục, trong ngăn kéo xuất hiện $1,000. Người vợ ngạc nhiên, điều này đáng sợ quá, ma. Tuy rằng như vậy nhưng anh nghĩ chúng ta nên hưởng thụ nó. Tiếp theo hai người bắt đầu cuồng hoan, mỗi ngày họ đều ăn thức ăn ngon nhất, mặc đồ xa xỉ nhất, trong nhà treo đầy tranh gốc của Van Gogh, coi kim cương như đồ chơi. Họ sống một cuộc sống xa hoa, chỉ có điều họ không nghĩ tới, chứ không có gì họ không đạt được. Nhưng rất nhanh họ chán với cuộc sống này, cho dù họ đang hưởng thụ đãi ngộ mà hoàng tử Dubai cũng không có được, nhưng dần dần lại là cảm giác trống trải rất lớn. Còn có thứ gì mà họ không có nữa? Nam chính rất đau đầu. Rất nhanh nam chính nghĩ ra rồi, con, họ vẫn chưa có con. Vì vậy nam chính đưa ra đề nghị với vợ sinh một đứa con đi, nhưng lại bị vợ từ chối, bởi vì trước đây cô đã từng hai lần sảy thai, cô không chịu đựng sự đả kích như vậy nữa. Lúc này nữ chính đột nhiên nghĩ ra cách, cô nhân lúc nam chính không có ở nhà lén tiến vào mật thất, cô ước có một đứa con. Nam chính và vợ sống trong một căn nhà kỳ quái, trong đó có mật thất, lại có thể giúp người ta thực hiện tất cả tâm nguyện. Hôm ấy nam chính về nhà, phát hiện vợ đang ôm một đứa trẻ. Nam chính hiểu ra trong nháy mắt, đứa trẻ này là do vợ ước nguyện với mật thất mà có. Nam chính suýt nữa sụp đổ, đứa trẻ mật thất mang đến có thật là người không? Nếu là người cũng không phải do mình sinh ra. Cậu ấy yêu cầu vợ ước đưa đứa trẻ đi. Hai người ôm lấy đứa trẻ đi vào mật thất, đứa trẻ không ngừng khóc. Khoảnh khắc cuối cùng hai người vẫn mềm lòng giữ lại đứa bé, nhưng nam chính luôn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Cậu ấy giả là phóng viên đi điều tra hung thủ sát hại chủ nhà cũ năm ấy, nhưng hắn chỉ nói với nam chính mau chóng rời khỏi căn nhà đó trước khi sự việc trở nên không thể khống chế. Sau đó nam chính đi đổ xăng cho xe, và lúc trả tiền cậu ấy phát hiện tiền cậu ấy lấy ra từ trong phòng toàn bộ biến thành tro bụi. Nam chính nhanh chóng về nhà, cậu ấy đưa phần lớn tiền ném ra cửa sổ, nhưng chưa đến một lúc toàn bộ tiền đều biến mất. Thì ra những điều ước có được chỉ cần ra khỏi căn nhà đều sẽ nhanh chóng biến mất. Hôm ấy người vợ ôm đứa trẻ ra ngoài tản bộ, nhưng chưa đi bao xa đứa trẻ liền nhanh chóng lớn lên. Đợi đến khi về nhà đã lớn đến 7-8 tuổi, người vợ không hề bỏ rơi đứa trẻ, cô kiên trì dạy đứa trẻ biết chữ, đọc sách, nhưng đứa trẻ lại không hề từ bỏ sự tò mò với thế giới bên ngoài. Để tránh đứa trẻ trốn ra ngoài, nam chính và vợ dùng gỗ đóng hết tất cả các cửa sổ, đến cả ra ngoài lấy hàng cũng phải thuận tay mà khóa cửa. Nhưng đồng thời nam chính cũng ngày càng bất an, cậu ấy mua một khẩu súng, mỗi ngày đều ra ngoài luyện tập. Cậu ấy có dự cảm điều bất ngờ có thể xảy ra ngay lúc này. Một ngày nọ, đứa trẻ vô tình phát hiện sự tồn tại của mật thất. Khi nam chính và vợ tìm thấy đứa trẻ, mật thất đã thành một cảnh tượng khác. Đứa trẻ này ước có được thế giới, vợ bước lên chơi ném tuyết với đứa trẻ, nhưng nam chính lại mạnh tay kéo đứa trẻ đi, kéo ra ngoài cửa. Cậu ấy cảnh cáo đứa trẻ không được đi vào mật thất, lại bị vợ đẩy ra. Sau đó vợ đi vào phòng an ủi đứa trẻ, còn nam chính âm thầm đóng mật thất lại. Đột nhiên điện thoại kêu lên, đứa trẻ nghe điện thoại lại bị nam chính cướp lấy. Điện thoại là do tên hung thủ kia gọi tới, ông già phát hiện họ tạo ra đứa trẻ, vậy nên nói với nam chính bản thân chính là do chủ nhà cũ ước nguyện tạo ra, muốn để đứa trẻ này giống như người bình thường, đi ra khỏi nhà không biến thành tro bụi thì phải giết người ước nguyện, tức là người vợ. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bị người vợ ở một căn phòng khác nghe rõ một một. Người vợ lái xe, đột nhiên cô buông tay lái ra, cô muốn tự sát. Còn ở phía bên kia, nam chính không tìm thấy vợ, chút giận lên đứa trẻ. Cậu ấy nói với đứa trẻ, con không phải do chúng ta đẻ ra, mà là ước nguyện từ trong mật thất mà có được. Đứa trẻ đột nhiên phát hiện bản thân không thể nhớ nổi chuyện xảy ra vào 3 tháng trước, cũng chưa từng có sinh nhật. Cậu bé sau khi biết chân tướng tuyệt vọng chạy lên lầu,
Rất nhanh, người vợ về đến nhà. Thì ra trong khoảnh khắc cuối cùng, cô vẫn đạp phanh dừng xe. Nam chính không ngừng an ủi vợ, tất cả rồi sẽ qua đi. Nhưng họ không biết, lúc này đứa trẻ đã có suy nghĩ độc chiếm mẹ. Trong đêm, đứa trẻ lén lấy chìa khóa mật thất. Ngày thứ hai khi nam chính tỉnh dậy, phát hiện cửa nhà đã bị mở ra, đứa trẻ cũng không cánh mà bay. Rất nhanh, họ phát hiện đứa trẻ ở phòng khách. Nhìn này mẹ ơi, con lớn lên rồi. Đột nhiên, đứa trẻ lấy ra một khẩu súng, nhắm vào nam chính. Đứa trẻ hận nam chính cướp đi mẹ mình. Hận nam chính luôn bày mặt khó chịu với nó. Thời khắc quan trọng, người vợ chậm chậm tiến lên ôm đứa trẻ, muốn vỗ về đứa trẻ. Nam chính nhân cơ hội nhảy lên, đẩy ngã đứa trẻ, muốn cướp súng. Chính tại lúc hai người giằng co, người vợ đâm đầu vào góc bàn, bất tỉnh ở dưới sàn. Khi người vợ tỉnh dậy, phát hiện chỉ có nam chính ở bên mình. Cô hỏi đứa trẻ đâu rồi. Nam chính nói với cô, đứa trẻ không còn nữa. Sau đó nam chính và vợ trở về phòng ăn cơm. Người vợ phát hiện nam chính trước mặt mình có chút khác lạ, dáng vẻ lúc ăn cơm của cậu ấy giống hệt đứa trẻ. Thì ra đây là do đứa trẻ đóng giả. Lúc này nam chính thật sự mới vừa tỉnh lại, phát hiện không thấy vợ đâu, còn cửa mật thất cũng bị khóa trái. Cậu ấy biết nhất định là do đứa trẻ làm. Nam chính tìm thấy một chiếc búa, đục thủng vách tường, cuối cùng cũng vào được mật thất. Nam chính phát trong rừng rậm mật thất có một ngôi nhà giống hệt nhà mình. Nam chính đập vỡ cửa sổ xông vào, phát hiện người vợ vừa trốn ra ngoài. Nhưng rất nhanh đứa trẻ cũng xuất hiện. Người vợ không phân biệt được ai là thật. Một nam chính kéo tay người vợ đi. Đột nhiên người vợ hét tên đứa trẻ, người đó dừng lại, cậu ta là giả. Người vợ đẩy đứa trẻ xuống cầu thang cùng với nam chính thật chạy ra ngoài, nhưng đứa trẻ cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người chạy đến cửa, phía sau đứa trẻ cầm dao xông tới. Đứa trẻ không dừng bước chân, cùng nam chính ngã ra khỏi nhà. Rất nhanh cậu ấy phát hiện có gì đó không đúng, đứng dậy chạy vào nhà, nhưng người vợ lại khóa trái cửa lại rồi. Mặc kệ đứa trẻ ở bên ngoài la hét cũng không mở cửa. Đứa trẻ mất đi sức mạnh của mật thất, biết thành một người già tóc bạc, sức khỏe người già không cho phép, ngã xuống đất. Cứ như vậy nam chính và vợ nhìn đứa trẻ dần biến thành một đống tro bụi. Một tháng sau, trong một nhà nghỉ mô tô, nam chính bưng nước đi lên lầu. Nam chính gõ cửa, nhưng người trong phòng dường như không nghe thấy. Trong tay người vợ xuất hiện một que thử thai, cô ấy có thai rồi. Đèn bàn đột nhiên nhấp nháy, bọn họ thực sự đã rời căn phòng đó rồi chứ. Lòng tham trong lòng người chính là như vậy, bắt đầu chỉ là một bình rượu, sau đó liền biến thành bức họa đắt tiền, kim cương, đến cuối cùng muốn có cả thế giới. Khi lòng tham ngày càng lớn, sẽ bọc bạn lại như tơ tằm, đến cuối cùng trở thành một mật thất, vĩnh viễn không thể thoát ra. Tôi là Mia, follow tôi, phim điện ảnh hay không bỏ lỡ.